Một ngày làm việc bình thường tại Fit Home TNT. Khó khăn của bạn khi mà thiết kế vòng tròn là gì? Học cho mình đi cái studio này là đi vòng tròn. Ấn tắt lưng xuống này, ấn tắt lưng xuống. Rồi, 3, 1, lên. Rồi, đuổi xuống đi. Cái động lực mà em đến với Fit Home TNT á để có thể trở thành PT á, đó là ngày xưa á thì em bị suy dinh dưỡng, thì đến với gym á thì nó đã thay đổi con người của em. Và sau này á, sau thời gian làm việc bươn chải ngoài thì em cảm giác là cơ thể em đã bị xuống sức. Sau đó thì em đến với gym và em cảm nhận là mình thích cái nghề này, em đã chọn Fit Home TNT để là hướng định hướng để có thể làm việc PT cho sau này. Thì thầy Nhân cảm giác là truyền động lực cho anh em rất là nhiều, rất là năng lượng, rất là tuyệt vời luôn. Trước khi em đi học em bị bắt nạt, lúc đó là em chỉ có 50 cân thôi, nên là quyết định em đi tập gym. Sau khoảng 10 tháng thời gian tập á, em thấy kiểu em cũng thích, với em cái ngành mình thích, cái ngành mình giỏi nữa thì mình chọn nghề nó cho tương lai và sau này thì nó quá hợp lý. Thầy Nhân kiểu có cái năng lượng mà kiểu như là kiểu cái chung với mình để sáu, mình nhiệt huyết á, mình gặp thầy Nhân cái kiểu như là người chung là sáu, nên là quyết định bắt đầu tập. Và đúng thiệt đó là chọn đúng lắm luôn. Đầu tiên nói về môi trường thì rất là tuyệt vời, cũng như là anh em rất là thân thiện. Sau đó là nói về thầy, cũng như là anh em quản lý của thầy rất là ok, nhất là thầy Vinh, thầy truyền động lực cho anh em cũng như là truyền dạy kiến thức rất là tuyệt vời, rất là hay luôn. Đến lúc học thì mọi người rất là thân thiện, rất là hòa đồng, thì là đúng là em đăng ký rất là quyết định đúng đắn. Cái ngày đầu tiên á thì không chỉ là giảng viên đứng lớp và tất cả các anh em thì mọi người đều rất là hòa đồng và cho mình cái cảm giác là giống như là cái ngôi nhà chung gì đó. Và khi mà mình về cái ngôi nhà này á thì những người anh em họ luôn cho mình một cái động lực, đó là giống như mình giống như là một người mới nhưng mà không ai giống nghề của mình hết. Và giảng viên đứng lớp lúc nào cũng là hỗ trợ hết mình về phần kiến thức cũng như là về những cái kỹ năng, làm cho mình có một cái động lực. Em gặp được thầy Nhân và thầy Nhân rất là niềm nở. Chào em, trời ơi, em làm gì mới hả? Rất là tuyệt vời, rất là năng lượng. Mình cảm giác là mình chọn đúng chỗ rồi. Thầy, em thấy thầy là rất là tràn đầy năng lượng, thiệt sự. Kiểu thầy sẵn sàng đợi mình, gặp mình bắt tay chào hỏi, em thấy được cái nguồn năng lượng từ thầy. Thầy rất là năng lượng, rất là máu lửa. Gặp thầy là muốn đi tập liền luôn, muốn tập cùng với thầy. Thầy là đồng hương với mình đó, thì cái điều đó là mình thích một phần. Một phần nữa là như mọi người đã nói quá nhiều và mình đã thấy đó rồi, là cái năng lượng tích cực từ thầy đó, là cái điều đó là không ai phủ nhận cả. Và tiếp theo nữa đó là thầy Nhân có một cái kiến thức mà mình cảm thấy nó rất là rộng, và mình rất là thích những cái người có nhiều kiến thức. Nhân dịp 20 tháng 11 này thì mình cũng gửi đến lời chúc cho thầy Nhân cũng như thầy Vinh cũng như là Fit Home TNT cùng toàn thể các bạn học viên. Chúc cho hai thầy nhất là luôn dồi dào sức khỏe cũng như là có một cái năng lượng thật là tuyệt vời để lan tỏa, để giúp cho anh em là vững tâm với nghề cũng như là thật là nhiệt huyết với nghề sau này. Thì em xin chúc cho thầy Nhân cũng như là thầy Vinh và tất cả anh em của Fit Home TNT là luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết để cống hiến cho xã hội nhiều lắc nước, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Cảm ơn. Dạ, mình muốn chúc cho Fit Home TNT thầy Nhân, thầy Vinh sẽ luôn có nhiều sức khỏe, luôn có những cái động lực bể bơm cho anh em, và chúc tất cả các anh em trong lớp học sẽ sống đa nghề và lúc nào cũng giữ vững cái tâm của mình.